Bình cầu chứa đầy khí hydro clorua. Đậy bình cầu bằng nút có ống vuốt nhọn, được mồi bằng nước. Úp ngược bình cầu vào chậu đựng dung dịch sút loãng, có vài giọt phenol phthalein. Nước trong chậu có màu hồng sẽ phun mạnh lên bình cầu và nước trong bình cầu sẽ bị mất màu.